Đây là đội hình xuất phát của các cầu thủ ở Thái Nguyên trong ngày hôm nay, bao gồm Trần Lâm, Nhật Minh. Bên phía cao thủ Navi Phú Nhuận, họ xuất phát với Kim Thành, Quốc Đạt, Đăng Khoa, Gia Khang và Hoàng Phúc. Chưa có chiến thắng. Như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, cao thủ Thái Nguyên trên khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn với trang phục toàn vàng. Trận đấu mà cao thủ Thái Nguyên đã vượt khó khi để dẫn trước, sau đó đã mang về một điểm quan trọng cho họ ở trận đấu này. Dứt điểm ngay, khá nguy hiểm, tình huống dứt điểm tới từ vị trí của Quốc Đạt, một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía Navi Phú Nhuận. Đăng Khoa dứt điểm ngay và ra chân rất căng mà bóng đi sát sạt với cột dọc. Vẫn là Đăng Khoa thoát đi khá tốt, đường truyền cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc ở bóng vừa rồi tới từ Kim Thành. Người đã làm tốt ở pha bóng trước đó đó là Quốc Đạt. Lẽ ra đó phải là một bàn thắng dành cho Navi Phú Nhuận. Sẽ có thêm một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Navi Phú Nhuận. Đăng Khoa dứt điểm ngay, bóng đi rất căng, bóng thẳng vào vòng cấm, rất nguy hiểm, và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Thái Nguyên. Một tình huống cố định và cầu thủ Thái Nguyên giải quyết được vấn đề. Người vừa có tình huống ghi bàn đó là số 14 Đức Trung. Được chuyền bóng và phát bóng hơi lộp chộp tới từ thủ thành Hoàng Phúc. Nguy hiểm, dứt điểm ngay và ra chân là rất căng tới từ vị trí của Trần Quân. Tuy nhiên thì thủ thành Trần Lâm vẫn đang bắt cực kỳ hay. Tình huống lên bóng là của Đức Trung. Sẽ có đá biên dành cho David Phú Nhuận. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha duỗi mù rất căng ở phòng vừa rồi trong những năm vừa qua. Và đây là cơ hội, vẫn chưa có bàn thắng dành cho David Phú Nhuận. Và một lần nữa thì Trần Lâm lại có một tình huống ra vào hợp lý. Đăng Khoa khoảng trống rất nguy hiểm ở phóng vừa rồi thì đã có một thoáng giật mình tới từ thủ thành Trần Lâm. Tuy nhiên thì mọi chuyện đã được giải quyết. Phạt góc, không có tình huống dứt điểm. Phản công 3-2 dành cho các cầu thủ áo vàng. Hơi hàm dê dắt ở phóng vừa rồi, người cắt bóng đó là Đăng Khoa. Tiếp tục là đi bóng tới từ Đăng Khoa. Đây là Trường An, lên bóng dành cho Thái Nguyên, lướt đi khá tốt, đưa bóng vào trong, và đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ của Thái Nguyên. Tình huống solo tới từ Trường An, số 7 của các cầu thủ Thái Nguyên đã có một pha đi bóng khá đẹp mắt, vượt qua anh Khoa, và sau đó là tình huống dứt điểm thẳng. Một lần nữa ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống đi bóng rất lắt léo tới từ Trường An, tình huống đưa bóng vào trong, và thủ thành Hoàng Phúc đã có một tình huống khép góc không tốt và đưa bóng vào là hơi với. Tuy nhiên thì Hoàng Phúc đã có một thoáng giật mình. Như vậy thì hiệp thi đấu thứ hai đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ Navi Phú Nhuận sẽ chân trung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, bên phía tay phải đó là các cầu thủ. Như vậy đã có bàn thắng tiếp theo dành cho các cầu thủ Thái Nguyên, rất nhanh tới từ phía các cầu thủ chủ nhà, các cầu thủ áo vàng. Và dứt điểm rất khó, dứt điểm từ rất xa, và đó là bàn thắng dành cho Đăng Khoa. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 dành cho các thủ Navi Phú Nhuận. Một tình huống sút bóng rất căng và ra chân của Đăng Khoa là gần như không, rất nguy hiểm, đường treo bóng có ý đồ vào trong, thì ông đọc bài và cắt bóng tốt. Tuy nhiên đường truyền sau đó là lỗi. Đăng Khoa đang là người có bóng, qua người tới từ Đăng Khoa dứt điểm. Thủ thành bên phía cao thủ Thái Nguyên đã chơi tốt. Trần Lâm có một tình huống cứu thua ở cột gần bằng chân. Tranh chấp là rất quyết liệt, lên bóng dành cho cao thủ Navi Phú Nhuận, được chuyền ngang khá tốt, chống chạy dứt điểm, thêm một phạt cứu thua bằng chân nữa. Tình huống dứt điểm vừa rồi thuộc về Trần Quân. Trần Quân có một tình huống lắc bóng sau đó đưa ra cú dứt điểm nhanh, tuy nhiên thì Trần Lâm đã thêm một lần nữa chơi cảnh giác.
khá hay. Không được, vẫn chưa đủ lực. Đức Trung đã có được hai bàn thắng ngay trong trận đấu ngày hôm nay. Được chuyền khá hay, cơ hội hơi chậm rồi, bóng đã chuồi xuống và làm hẹp đi góc sút. Tình huống dứt điểm tới từ Việt Khang. Khoa ơi, khoảng trống rất nguy hiểm. Vẫn là Đăng Khoa với những tình huống xử lý, vẫn là những tình huống qua người rất hay tới từ Đăng Khoa. 3-2. Tiếp tục đi bóng, đường chuyền, cơ hội. Bỏ lỡ khá nhiều những tình huống ngon ăn tới từ phía cầu thủ Hóa Đỏ. Và đây là tình huống phản công. Tình huống lùi về đủ tốt tới từ vị trí của Quốc Bảo. Sẽ là hội ý dành cho các thủ Navi Phú Nhuận trước khi bóng quay trở lại. Dứt điểm ngay. Tình huống đấm bóng tốt tới từ thủ thành Hoàng Phúc. Và dứt điểm thuộc về đội trưởng Nhật Minh. Cầu thủ Thái Nguyên sẽ có thêm quả phạt góc nữa. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Hoàng Phúc đã chọn. Qua người, dứt điểm. Và dứt điểm chéo góc đầy ý đồ tới từ... Không có nhiều những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Dứt điểm ngay, rất nguy hiểm. Có vẻ như sẽ có phạt góc dành cho các cầu thủ áo vàng. Vòng tứ kết của mùa giải năm nay. Cài đe, bóng vẫn còn 2 giây, 1 giây. Vâng, và như vậy thì hết giờ cho trận đấu này. Các cầu thủ Thái Nguyên hoàn tất vòng bảng của mình với 7 điểm và họ ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết. Các cầu thủ Navi Phú Nhuận, nhà đương kim vô địch của giải đấu, rời giải mùa giải năm nay với 0 điểm. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ áo đỏ.